bạn đang nghe truyện gia gia dị giới tạo phản ta tại đô thị vô địch rồi trên kênh TV Audio CV. Chương 181, chuyện lúc trước, ta xin lỗi. Tô ấu vi nhanh chóng rời đi, rất nhiều người đều nghị luận ầm ĩ. một người trong đó khá hiểu về xe nên vội vàng tra điện thoại di động một chút, hắn khiếp sợ nói, đó thật sự là Lamborghini hàng độc, trên web nói có giá 100 triệu đó. Hít, mấy người xung quanh hít vào một hơi. Nói như vậy, Dương Vinh cũng phải tránh sang một bên rồi. Tài sản Dương Gia có vài tỷ, nhưng tuyệt đối không thể nào lấy ra 100 triệu để mua xe cho hắn, xe của hắn là Porsche 911, chưa tới 2 triệu. Tin tức liên quan nhanh chóng truyền khắp diễn đàn trường học, có người còn chụp hình lại. Lamborghini hàng độc, tài sản nhà ta gom lại mới có thể mua được chiếc xe như vậy, hay? Không theo đuổi được tô ấu vi rồi. Ở đại học dê, có không ít người theo đuổi tô ấu vi lamborghini hàng độc khiến bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc nếu tô ấu vi bước xuống từ chiếc đại ngư lúc trước của tiêu phàm bọn họ còn có lòng tin để tranh giành giờ bước từ chiếc lamborghini hàng độc xuống bọn họ thật sự tranh không nổi tài sản nhà bọn họ nhiều lắm cũng chỉ mấy tỷ ấu vi chuyện lúc trước ta ta xin lỗi tống khiết tới tìm tô ấu vi trong lòng nàng lo lắng không yên tô ấu vi lại tìm được bạn trai còn lợi hại hơn cả dương vinh nếu đối phương muốn nhằm vào nàng còn không phải là chuyện dễ dàng sao tô ấu vi cao mày nói tống khiết ngươi đổi chuyên ngành đi chuyên ngành này của chúng ta không thích hợp với ngươi ta cảm thấy ngươi qua chuyên ngành truyền thông thì tốt hơn còn không thì ngươi đổi sang trường khác đi sắc mặt tống khiết tái nhợt tô ấu vi bây giờ tuyệt đối có năng lực bắt nàng nghỉ học ta ta đổi chuyên ngành khác ngươi nói đúng chuyên ngành này không thích hợp với ta tống khiết nói Đến nửa đêm, tiêu phàm ngủ ở chung cư cũ, tạm thời, hắn cũng không định ở chung với tô ấu vi. Hiện giờ, tin tức ồn ào xôn xao lộ ra trên diễn đàn trường học, mấy ngày này sẽ không tiện để hắn đến tìm tô ấu vi, rất dễ bị người phát hiện. Tuy với năng lực hiện nay của hắn, dù có lộ ra cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu có một số người biết chuyện đi điều tra, thì rất dễ bị lộ ra những chuyện khác. Phiền phức có thể tránh được thì tốt nhất nên tránh. Cốc cốc, một chiếc gương lớn trong phòng ngủ bị phát ra tiếng gõ, chiếc gương này là Tiêu Phàm mới mua. Ông nội, sao người lại tìm ta vào lúc này? Giờ Tiêu Phàm còn chưa ngủ, hôm nào hắn cũng luyện tinh thần niệm lực đến 11 giờ đêm. Tiêu Hải cười hiếp mắt nhìn Tiêu Phàm, cháu ngoan, cách này của ngươi vô cùng tốt, ông nội đã thuận lợi đoạt được thành Thánh Nguyên rồi, thành Thánh Nguyên còn là thành trì lớn trong khu vực đó. Tiêu Phàm tò mò nói, thành Thánh Nguyên mạnh cỡ nào vậy? tiêu hải nói thành thánh nguyên là thành trì có thực lực đứng thứ tư của đế quốc thần diễm cũng là thành trì hạng nhất ở khu vực tây bắc đoạt được thành thánh nguyên tiếp đó ông nội chỉ cần tốn thêm chút thời gian là có thể chiếm được cả tây bắc ri ánh mắt tiêu phàm cũng lộ ra vẻ vui mừng tiêu hải chiếm được địa bàn càng lớn tỷ lệ thành công sẽ càng cao ông nội đế quốc thần diễm lớn như thế nào có bao nhiêu người hiện giờ người có bao nhiêu tướng sĩ trong tay vậy tiêu phàm tò mò dò hỏi Tiêu Hải cười nói, lãnh thổ của đế quốc thần diễm rộng gần gấp đôi nước Hoa, tổng cộng khoảng 250 triệu người, tướng sĩ trong tay ta hiện giờ có tầm 300.000 người. Nếu ta đoạt được toàn bộ đất Tây Bắc, đoán chừng có thể lên tới 500.000 người. Tiêu Phàm thầm chật lưỡi, trong tay có 500.000 tướng sĩ, nghe qua đã thấy rất trâu bò đó. Cháu ngoan, bên chúng ta hiện đang có tuyết lớn tạm thời không tiện tấn công, tiếp theo chuyện chính của ông nội là giúp ngươi tăng thực lực lên. Tiêu Phàm nói, ông nội, Bên ta không cần gấp vậy đâu. Bên ngươi cũng có lúc trời quang mà phải không? Chẳng lẽ đều không tấn công suốt cả mùa đông sao?" Tiêu Hải cười nói, chiếm được cả Tây Bắc còn cần một chút thời gian, hơn nữa đến lúc đó dù có được 500.000 tướng sĩ, nhưng điều ta lo là sức mạnh chiến đấu. Bọn họ còn cần phải được huấn luyện hàng loạt. Tiêu Phàm gật đầu, "Ông nội, vậy tiếp theo ngươi cần những món đồ gì?" tiêu hải suy nghĩ một chút nói đánh chiếm được thành thánh nguyên rồi nên chúng ta nhiều vải bông để dùng nên không có vấn đề gì lớn sắp tới là cần áo giáp nhất còn cần cả đao nữa tiêu phàm gật đầu tiêu hải nói cháu ngoan những cây đao kia của ngươi đều được chế tạo từ vật liệu thép đặc biệt tốt nhất à trải qua mấy trận chiến rồi mà trên đao đều không bị sức mẻ gì đao này hẳn rất đắt áo giáp thì ngươi cứ dùng vật liệu thép bình thường là được rồi Tiêu Phàm cười nói: "Ông nội, đao của các tướng sĩ dùng loại càng tốt thì thương vong của bọn hắn sẽ càng ít, áo giáp rất nặng nên dùng loại thép đặc biệt nhất định không ổn, ta không mua nổi." "Ông nội, ngươi có cần dùng giáo không? Ta thấy binh lính trong phim thường dùng giáo nhiều hơn." Tiêu Hải suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu ngươi đủ tiền thì mua một ít, chỉ cần giáo nhọn là được, sau khi chuyển qua đây, ta sẽ để người phân chia mấy cây giáo sao cho phù hợp." Móng sắt ngựa thì sao?" Tiêu Phàm hỏi. Tiêu Hải ho nhẹ một tiếng nói, "Ông nội cũng đã, Phát Minh ra móng sắt ngựa vào mấy năm trước, vì Phát Minh lúc đó mà ông nội còn được thăng một bậc quan đấy." Tiêu Phàm không ngừng cười ha ha nhìn Tiêu Hải, "Hay cho Phát Minh này." Tiêu Hải trợn mắt nói, "Ngươi cười cái gì?" "Thế giới này không có, để lão tử làm ra thì không phải là Phát Minh à?" "Lão tử còn phát hiện một thứ khác nữa." "Nổi nóng rồi." ông nội nổi nóng rồi. Người tự xưng lão tử ở trước mặt ta, đấy không phải là hạ thấp bối phận của mình sao, tiêu phàm cười hiếp mắt nói. Tiêu hải đảo mắt, tiểu tử thúi, ngày thường ngươi nên đọc thêm nhiều sách lịch sử đi, nhất là mấy bộ tự truyện của hoàng đế gì đó, học ít cách làm hoàng đế. Trình độ văn hóa này của ta, chinh phạt thiên hạ làm hoàng đế thời gian đầu còn được, thời gian lâu dài, quốc gia còn không phải bị ta dày vò ta đến tan nát mới là lạ. lạ ngươi học từ việc nhỏ cũng được, đến lúc đó tới đây thay ta làm hoàng đế. Tiêu Phàm tức giận nói, ông nội, ngươi cứ chiếm được Giang Sơn trước đã rồi hãy nói. Đúng rồi, ngoài đế quốc thần diễm ra cũng còn có không ít quốc gia mà, sau khi người chiếm được đế quốc thần diễm rồi có thể mở rộng ranh giới đế quốc ra thêm mà. Ánh mắt Tiêu Hải sáng lên, bảo hắn làm hoàng đế có hơi khó, nhưng bảo hắn đánh chiếm mở rộng lãnh thổ càng thêm thì hắn rất vui sướng. Cháu ngoan, ông nội nhất định sẽ đoạt được gian sơn to lớn này vì ngươi tiêu hải cười ha ha nói trò chuyện với tiêu phàm được một lúc thì bóng dáng tiêu hải biến mất không thấy đâu nữa lần này hắn không truyền long khí cho tiêu phàm cũng không đưa dị năng cho tiêu phàm lần trước tiêu phàm đạt được dị năng thuấn di cái này còn phải mất tới một tháng để tiêu hóa hết còn truyền long khí cho tiêu phàm thì hắn vẫn chưa luyện hóa xong mấy ngày trôi qua tại tập đoàn trường không Dư thọ nhân gọi Giang Văn vào phòng làm việc của mình. Giang Văn, đã xảy ra chuyện gì? Không phải ta đã bảo ngươi tìm sát thủ trên web đen để giải quyết tiêu phàm sao? Tại sao lâu vậy rồi mà sát thủ vẫn chưa hành động, tiêu phàm còn đang sống khỏe kia kìa? Hắn lại còn lái chiếc xe thể thao mới. Dư thọ nhân trầm giọng nói, Giang Văn có chút nghi ngờ nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lẽ ra hôm nay đã có hành động rồi, cách kỳ hạn ước định chỉ còn lại hai ngày xe của tiêu phàm là do đường tại thiên đưa. Dư thọ nhân cao mày nói, đường tại thiên trước đã tặng tiêu phàm hai chiếc xe thể thao, bây giờ lại đưa thêm cho hắn hai chiếc xe còn đắt hơn. Giang Văn nói, chắc là khả năng giám định nguyên thạch của tiêu phàm rất mạnh. Dư thọ nhân trầm mặt một hồi, nói trong vòng hai ngày, nếu hắn còn chưa chết, cứ tìm thêm vài sát thủ càng lợi hại hơn đi, tốn thêm chút tiền cũng không sao. Vâng, ông chủ. Giang Văn rời đi. Dư thọ nhân suy nghĩ một chút rồi bấm số điện thoại của lục gia, lục gia, không rõ thế nào mà sát thủ vẫn chưa thành công, ta nhất định sẽ mau chóng giết chết tiêu phàm. Ở đầu bên kia điện thoại, lục gia trầm giọng nói, dư thọ nhân, ta sai người điều tra thẻ ngân hàng của tiêu phàm, hiện giờ trong thẻ ngân hàng của hắn có khoảng 400 triệu tỷ, hắn và triệu gia huyện Lôi Sơn cũng có qua lại về tiền bạc. Ngươi đừng xem nhẹ hắn. Lục gia nói đến đây liền cúp điện thoại. Ánh mắt dư thọ nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, trong thẻ ngân hàng của tiêu phàm vậy mà có tới 400 triệu tỷ. Đường tại thiên đưa hắn nhiều tiền như vậy, còn tặng cho hắn xe thể thao cao cấp, điều này có chút vấn đề. Dư thọ nhân thầm nghĩ trong lòng. Coi như tiêu phàm nổi trội tại phương diện năng lực giám định nguyên thạch đi chăng nửa đường tại thiên cũng không nhất thiết phải bỏ ra lợi ích lớn đến vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy đường tại thiên dường như có chút đang lấy lòng tiêu phàm. Nếu không giết chết người này, sau sẽ thành họa lớn dư thọ nhân tự lẩm bẩm đêm khuya tô ấu vi xâm nhập vào điện thoại của dư thọ nhân sau lần xâm nhập đầu tiên nàng có giữ lại cửa nhỏ để lần sau có xâm nhập lại vào điện thoại của dư thọ nhân sẽ dễ dàng hơn nàng nhanh chóng chuyển không ít dữ liệu âm thanh trong điện thoại của dư thọ nhân ra hắn ta còn không biết chiếc điện thoại có tính an toàn rất cao này đều đã ghi lại lời nói của hắn mỗi ngày trước khi đi ngủ tô ấu vi đều sẽ kiểm tra a à, năm phút trôi qua ánh mắt tô ấu vi sáng lên nàng nghe thấy cuộc đối thoại giữa dư thọ nhân và giang văn sát thủ bếp đen vẻ mặt tô ấu vi trở nên nghiêm trọng giang văn cũng không dùng điện thoại di động của mình để đăng ký bếp đen nàng không điều tra được người giang văn liên lạc là ai cũng không có cách nào tra được sát thủ giờ đang ở đâu tin tiếng nhắc nhở trong điện thoại di động của tiêu phàm vang lên trên thần nhãn đại thần hacker gửi một tin tức tới vừa điều tra ra được đám người dư thọ nhân mời sát thủ ép đen đến giết ngươi, thời hạn hành động chỉ còn có hai ngày, cẩn thận. Tiêu Phàm nhìn thấy tin tức, hắn lẩm bẩm trong lòng, tên sát thủ ép đen ho kia còn đang ở trong nhà xác bệnh viện kia kìa. Cảm ơn Đại Thần. Đại Thần, ngươi có tin gì về thế lực phía sau dư thọ nhân không? Tiêu Phàm gửi tin tức hỏi. Vẫn chưa có. Ánh mắt Tô Ấu Vi lộ ra vẻ lo lắng, nếu sát thủ web đen không hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn sẽ bị trừ điểm sát thủ, rất có thể sát thủ sẽ hành động trong hai ngày cuối cùng này. Dữ liệu âm thanh mà nàng tải về vẫn chưa nghe xong, nên Tô Ấu Vi tiếp tục nghe. Trong thẻ ngân hàng của học trưởng có 400 triệu tỷ, vẻ mặt Tô Ấu Vi có hơi dại ra. Nàng có bản ghi âm điện thoại của Dư Thọ Nhân nên dĩ nhiên nàng cũng đã nghe thấy được những lời của Lục Gia. Có thể mời nàng ăn cơm ở nhà hàng xa hoa, Tô Ấu Vi biết tiêu phàm cũng có chút tiền, nhưng trong suy nghĩ của nàng, thẻ ngân hàng của tiêu phàm nhiều lắm cũng chỉ có mấy triệu. Nàng không ngờ tới, vậy mà tiêu phàm lại có tới mấy trăm triệu. Ta còn muốn sau này kiếm nhiều tiền một chút, dù học trưởng có đổ thạch thua, chúng ta vẫn có thể có cuộc sống thật tốt, không nghĩ tới học trưởng lại kiếm được nhiều như vậy. Tô ấu vi tự lẩm bẩm. Nàng gia nhập cơ quan quốc gia khả năng tiền lương hàng năm cũng từ chục triệu trở lên, nhưng dù vậy nàng muốn kiếm được 400 triệu cũng phải cần 30 năm. Trong khi đó, Tiêu Phàm kiếm được 400 triệu cũng chỉ là chuyện trong 2-3 tháng gần đây. Hai qua một hồi lâu, Tô Ấu Vi thở dài một hơi. Nàng biết phương diện kiếm tiền của bản thân e là không có cách nào so với Tiêu Phàm, nhưng Tô Ấu Vi có lòng tin mạnh mẽ về kỹ thuật hacker của mình, ở mặt này nàng nhất định có thể giúp Tiêu Phàm một tay. Dương tổng, ngồi đi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, hắn đã hẹn gặp Dương Vĩnh An. Dương Vĩnh An ngồi xuống rồi nói, Tiêu thiếu gia, Ta đã mời luật sư tốt nhất, tuyệt đối sẽ khiến đám người Trương Hồng Anh bị đuổi ra khỏi cửa, sau này họ sẽ không còn ngày lành tháng tốt nào nữa." Tiêu Phàm nói, "Dương tổng, đây là chuyện trong nhà ngươi, ngươi cứ xem rồi làm đi. Ta tìm ngươi là có chuyện khác, bên dưới tập đoàn Hắc Thạch có một công ty chế tạo đạo cụ điện ảnh và truyền hình, quy mô còn không nhỏ, đúng chứ?" Dương Vĩnh An gật đầu, "Vâng, Tiêu thiếu, ở phương diện này chúng ta cũng coi như có chút danh tiếng." tiêu phàm nói vậy có thể chế tạo được áo giáp cổ đại không không phải là kiểu đạo cụ mà là áo giáp thật có thể sử dụng trong thực chiến lực phòng ngự và tính thực dụng nhất định phải mạnh dương vĩnh an cười nói tiêu thiếu việc này tất nhiên là có thể rồi có mấy đoàn quay phim chú trọng sự chân thật dù phần lớn đều dùng hàng giả nhưng có một số chiếc đều được làm rất thật ánh mắt tiêu phàm sáng lên lực phòng ngự thế nào dương vĩnh an nói cái này nói thế nào nhỉ lực phòng ngự có liên quan đến vật liệu, độ dày, cũng liên quan đến loại áo giáp mà ngươi muốn tạo ra. Cụ thể thế nào thì ta cũng không hiểu quá rõ. Tiêu Phàm nói, có thể tìm một chuyên gia về phương diện này không, gọi video trò chuyện thử xem. Không thành vấn đề. Dương Vĩnh An vội nói. Hắn gọi điện thoại đi, 5 phút trôi qua, Dương Vĩnh An thêm uy e chắc của một người rồi tiếp nhận cuộc gọi video, ở đầu video bên kia là một nam nhân trung niên khoảng 40-50 tuổi. Dương tổng, ta tên là Quách Kim, nghe nói ngươi muốn biết thông tin về phương diện áo giáp, ta có hiểu biết khá tốt về các loại áo giáp cổ đại." Người trung niên nói. Dương Vĩnh An nhìn Tiêu Phàm, "Là vị tiêu tổng bên cạnh ta muốn biết, tiêu tổng hỏi ngươi cái gì thì ngươi cứ trả lời cái đó là được." Tiêu Phàm nói, "Nếu chế tạo áo giáp thực chiến trên quy mô lớn, ngươi có đề cử áo giáp loại nào dùng tốt không?" Phải suy tính đến lực phòng ngự, tính thực dụng và cả chi phí vân vân. Theo lời tiêu tổng nói, quy mô lớn đến cỡ nào, Quách Kim dò hỏi. Một trăm nghìn bộ trở lên. Khóe miệng Quách Kim giật giật. Hắn cảm thấy tiêu phàm đang nói đùa mình, xã hội bây giờ ai lại sản xuất ra nhiều áo giáp như vậy mà làm gì. Dù tổ kịch cần sự chân thật, vậy cần cũng phải mời rất nhiều diễn viên quần chúng rồi. Quách Kim Ngươi nghĩ kỹ rồi trả lời vấn đề của tiêu tổng. Dương Vĩnh An trầm giọng nói. Trong lòng Quách Kim rùng mình, hắn vội cẩn thận suy nghĩ. Qua một lúc sau, Quách Kim nói, vật liệu có thể sử dụng thép có tỷ lệ mang găng cao sẽ tiết kiệm chi phí. Áo giáp thì kiểu dáng minh quan khải thời đường và kiểu Tây phương cổ cũng không tệ lắm. Vậy chọn kiểu minh quan khải đi. Tiêu Phàm nói. Hắn cũng đã điều tra một số tài liệu, Minh Quang Khải sẽ linh hoạt hơn, lực phòng ngự kém hơn chút nhưng cũng có thể chấp nhận được. Hơn nữa, Gia Gia mang theo một đám binh lính mặc áo giáp cổ đại phương Tây xung phong liều chết, nhìn có hơi không ổn, để đám binh lính mặc Minh Quang Khải trông sẽ thoải mái hơn. Áo giáp kiểu vậy sẽ rất hao tốn công sức, dù là số lượng lớn nhưng giá thành cũng có thể tới 3 đến 4 ngàn một bộ. Quách Kim suy tính một lúc lâu rồi nói. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, giá tiền này vẫn có thể chấp nhận được, đao mà hắn định chế cũng 3.500 một thanh, nhưng chất liệu còn tốt hơn áo giáp nhiều. Giá 100.000 bộ là khoảng 3 đến 400 triệu. Thẻ của hắn còn có 400 triệu, thanh toán khoản tiền này không có vấn đề gì cả. Tốc độ sản xuất thì sao, tiêu phàm dò hỏi. Quách Kim nói, xưởng chế tạo cần các loại linh kiện sản xuất vẫn khá nhanh, tốc độ cụ thể phụ thuộc vào việc có bao nhiêu công nhân, có thể để công nhân làm thành dây chuyền sản xuất có thể làm 100.000 bộ trong một tháng được không? Quách Kim lắc đầu, dù có tuyển rất nhiều công nhân cũng không thể giải quyết trong một tháng. Công nhân mới vào đều là người học nghề, nếu có lượng lớn công nhân lành nghề thì ngược lại còn có thể. Nhưng cũng cần ít nhất 3 tháng. Tiêu Phàm gật đầu, cảm ơn nhiều. Hắn tắt video nhìn Dương Vĩnh An. Dương Tổng, ta chuyển 200 triệu làm tiền đặt cọc trước cho 100.000 bộ áo giáp. 50.000 bộ giao trước trong vòng 2 tháng, 50.000 bộ còn lại giao trong vòng 3 tháng. Dương Vĩnh An kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Thiếu, ngươi nói thật à, Tiêu Phàm gật đầu, tất nhiên. Tốc độ càng nhanh càng tốt, chất lượng nhất định phải vượt trội, chuyện này ngươi phải tự mình quan sát, nếu có gì sai sót đừng trách ta không khách sáo. Vẻ mặt Dương Vĩnh An vẻ nghiêm túc nói, Tiêu Thiếu, ta nhất định sẽ hoàn thành tốt. Tiêu Phàm nói, một trăm nghìn bộ này cũng chỉ là đợt đầu tiên sau đó vẫn sẽ còn nữa đến lúc đó ngươi cứ theo giá vốn đợt đầu tiên cho ta đến hôm sau ta sẽ trả tiếp khoản tiền còn lại cho ngươi dương vĩnh an vội nói tiêu thiếu gia chỉ cần ngươi muốn toàn bộ đều tính theo giá vốn cho ngươi công ty ngươi còn có các cổ đông họ không có ý kiến gì sao dương vĩnh an trầm giọng nói họ nếu mà có ý kiến đến lúc đó để cho họ rút cổ phần rồi cút đi tiêu phàm gật đầu vậy được ta liền chiếm chút lợi của ngươi dương vĩnh an vội nói tiêu thiếu gia xem ngươi nói kìa ta rất vui sướng khi có thể phục vụ cho tiêu thiếu gia tuyển nhiều công nhân chút trả đủ tiền lương cho họ thì chất lượng mới được bảo đảm tiêu phàm lạnh nhạt nói dương vĩnh an gật đầu tiêu thiếu gia yên tâm ta sẽ tự mình tới giám sát đến lúc đó những bộ áo giáp này chỉ cần có một cái không đạt tiêu chuẩn chất lượng ta để cho tiêu thiếu gia ngươi xử lý sao cũng được được có những lời này của ngươi thì ta yên tâm rồi làm việc cho tốt sau này chắc chắn sẽ có chỗ lợi cho ngươi tiêu phàm khẽ cười nói đúng rồi lại chế tạo thêm một trăm nghìn cây giáo chỉ cần giáo nhọn đều dùng thép mang tỷ lệ cao và phải có khả năng phá áo giáp mạnh dương vĩnh an gật đầu cái này hơi nhạy cảm hơn so với áo giáp nhưng lại không nhạy cảm bằng đau tuy nhiên với năng lực của hắn thì không có vấn đề gì to tát gửi cho ta số tài khoản của ngươi trong hai ngày ta sẽ chuyển tiền cho ngươi hạng ngạch thẻ ngân hàng của ta không đủ tiêu phàm nói xong thì đứng dậy rời đi dương vĩnh an có chút nghi ngờ tiêu phàm cần những thứ đồ chơi này làm gì áo giáp giáo có chống lại súng ống cũng vô dụng dương vĩnh an tự lẩm bẩm dùng súng còn có lợi hơn chẳng lẽ tiêu phàm cố ý muốn tiến quân vào giới điện ảnh hay sao muốn tạo ra một bộ điện ảnh cấp sử thi à, Dương Vĩnh An thầm nghĩ trong lòng. Đây cũng không phải không thể. Nếu đại thiếu gia hào môn có sở thích như vậy, tiêu một số tiền lớn để quay một bộ điện ảnh cấp sử thi là hoàn toàn hợp lý. Mấy trăm triệu đối với người bình thường mà nói dùng mấy đời cũng kiếm không được, nhưng giá chiếc xe mà đường tại thiên đưa tặng tiêu phàm cũng đã vượt qua 100 triệu, chút tiền này với tiêu phàm mà nói thực sự không tính là gì. Tin Dương Vĩnh An gửi tài khoản cho tiêu phàm, hắn nhanh chóng nhận được chuyển khoản 100 triệu. Xem ra tiêu thiếu gia không nói đùa. Phải mau chóng tuyển người bắt đầu làm việc thôi. Dương Vĩnh An nhanh chóng lên đường, muốn hoàn thành nhiệm vụ mà tiêu phàm giao cho hắn trong vòng 3 tháng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vẫn phải đi kiếm tiền rồi. Tiêu phàm tự lẩm bẩm. 100.000 bộ áo giáp phải tiêu hết 3-400 triệu, đến lúc đó hắn cũng không còn dư lại bao nhiêu nữa chỗ triệu tông tường đang xây kho hàng cho hắn, cũng còn phải trả một khoản tiền nữa. Hơn nữa sau này vẫn còn phải mua những vật dụng khác. Những thứ như lương thực, muối, đường không chừng sau này bên tiêu hải cũng vẫn còn cần. Ban đầu, hắn chuyển lượng lương thực đủ cho người của tiêu hải ăn được trong thời gian dài, nhưng sắp tới số lượng binh lính của tiêu hải rất có thể sẽ đạt tới 500.000 người. Tuy đánh hạ được các thành trì lớn như thành Thánh An, nhất định sẽ có kho lương, nhưng chiến tranh loạn lạc hiển nhiên sẽ dẫn đến việc giảm sản lượng lương thực kho lương của dân chúng cũng chưa chắc đã đủ ăn đợi một chút sau này ta sẽ đi một chuyến đến hành dương quốc tiêu phàm hơi hít mắt hắn có khả năng ẩn thân thuấn di hoàn toàn có thể lẻn vào kho lương của hành dương quốc mà với quan hệ giữa nước hành dương quốc và nước hoa hắn có vét sạch kho lương của họ cũng không có một chút gánh nặng nào trong lòng hai ngày sau Cô ấu vi thở vào nhẹ nhõm, tiêu phàm vẫn ổn, nàng nghĩ có thể sát thủ đã từ bỏ hành động. Giang văn, chuyện gì đã xảy ra thế hả? Thời hạn đã đến nhưng tiêu phàm vẫn còn sống và sinh hoạt động bình thường. Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra ta. Nếu tiêu phàm không chết, chúng ta sẽ không được sống yên ổn đâu. Sắc mặt của dư thọ nhân âm trầm nói. Dư thọ nhân biết cảnh sát luôn theo dõi hắn 24 trên 24, điều này khiến hắn rất khó chịu. Ngay cả khi bên kia khó mà điều tra được gì, thì việc bị cảnh sát theo dõi 24 trên 24 giờ cũng rất khó chịu. Ông chủ vẫn tiếp tục tìm người tạo tai nạn bất ngờ sao, Giang Văn hỏi. Dư thủ nhân hít sâu một hơi nói, không cần tìm người tạo tai nạn nữa, chỉ cần tìm một sát thủ hàng đầu giết hắn, tốn thêm một ít tiền cũng không thành vấn đề. Giang Vãn nói, ông chủ, đường tại thiên có vẻ rất thích tiêu phàm. Nếu hắn bị giết như vậy, liệu đường tại thiên có để cảnh sát điều tra mãi không buông không, đường tại thiên sao, dư thọ nhân cao mày, tài sản của đường tại thiên nhiều hơn hắn. Nếu đường tại thiên thật sự yêu cầu cảnh sát toàn lực điều tra, cảnh sát điều tra 3 năm 5 năm là chuyện bình thường. Đến lúc đó, hắn cũng không thể thuê thêm sát thủ giết chết đường tại thiên được, điều này sẽ phá vỡ rất nhiều quy tắc. Đường tại thiên là một đại gia có tài sản hàng tỷ, nếu hắn tùy tiện ám sát một người ở cấp bậc này, những đại gia còn lại sẽ cảm thấy lo lắng. Như vậy, hắn chẳng phải sẽ trở thành kẻ thù công khai của tất cả các ông lớn. Những ông lớn đó chắc chắn sẽ yêu cầu cảnh sát điều tra kỹ lưỡng. Đến lúc đó, sẽ không phải cảnh sát bình thường điều tra, mà là người của tổ an ninh số 9. Dư thọ nhân biết một chút thông tin về đội an ninh số 9. Các thành viên của đội an ninh số 9 không phải là người thường, có rất ít vụ án mà họ không điều tra ra. Người đi thu xếp đi chết là hết. Nếu Tiêu Phàm chết, Đường Tại Thiên chưa chắc còn giúp đỡ hắn tiếp. Dư Thọ Nhân trầm giọng nói: "Nếu Đường Tại Thiên vẫn muốn ra tay, hắn sẽ thể hiện sức mạnh của mình trước mặt Đường Tại Thiên." Mặc dù tài sản của Đường Tại Thiên nhiều hơn hắn, nhưng theo quan điểm của Dư Thọ Nhân, Đường Tại Thiên chỉ là một người bình thường, trong khi Dư Thọ Nhân hắn lại là một võ giả cao nhất ở cấp bậc ám kình. "Được rồi, ông chủ." Giang Văn gật đầu dư thọ nhân phất tay gian vãn rời khỏi phòng nếu không bị cảnh sát đó theo dõi ta có thể sẽ gặp thấy đường tại thiên ngay bây giờ dư thọ nhân tự nhủ hắn tin rằng chỉ cần hắn thể hiện tài năng của mình sẽ khiến cho đường tại thiên sợ hãi mà rút lui vẫn muốn tìm sát thủ sao ta sẽ không để ngươi có cơ hội ấy đâu cô ấu vi lẩm bẩm một mình chương trình nàng viết đã truy xuất từ tiêu phàm và trực tiếp gửi cho nàng một tin nhắn cảnh báo. Tô Ấu Vi nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống giám sát. Với năng lực của nàng, việc này cũng chỉ như một trò trẻ con. Tô Ấu Vi đã tìm ra tung tích của Giang Văn thông qua từng manh mối, cuối cùng thấy được Giang Văn đã đến một chung cư bình thường, nơi có một cậu bé mà nàng đang nuôi dưỡng. Tầng 16. Tô Ấu Vi lẩm bẩm, nàng biết tầng mà Giang Văn lên thông qua camera giám sát trong thang máy. Có ba hộ gia đình ở tầng trên cùng, Tô Ấu Vi đã nhanh chóng phong tỏa một trong số đó. Đang đến, 5 phút sau, Tô Ấu Vi kiểm tra, nàng phát hiện máy tính đã được bật. Mức độ bảo mật không thấp. Tô Ấu Vi thầm nghĩ chắc hẳn rất khó để một hacker cấp cao xâm nhập vào máy tính của Giang Văn. Tô Ấu Vi nhanh tay gõ bàn phím trên điện thoại di động của nàng, cuối cùng nàng đã xâm nhập thành công sau 2-3 phút. Nàng nhìn màn hình máy tính của Giang Văn. Giang Văn đã đăng nhập vào web đen, nhưng vẫn chưa chọn được sát thủ phù hợp. Đối với nhiệm vụ ám sát người thuê có thể trực tiếp đưa ra giải thưởng, bằng cách này rất nhiều sát thủ sẽ thấy được, sát thủ cấp cao có quyền lựa chọn trước, cũng có thể hỏi riêng một số sát thủ. Với cùng một mức giá, người trước có thể tìm được một sát thủ giỏi hơn, trong khi người sau lại bảo mật hơn. Không mất nhiều thời gian để Giang Văn chọn ra một người trong số họ. Bên kia hiển thị đang online. Giang Văn nhanh chóng trò chuyện với bên kia. Nhận 86 nhiệm vụ, hoàn thành 81 nhiệm vụ. Tô ấu vi thần sắc nghiêm trọng, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ như vậy là rất cao. Đôi khi các mục tiêu của nhiệm vụ có thể nằm ngoài dự đoán, độ khó của nhiệm vụ cũng có thể khó hơn nhiều so với dự tính. Giang Văn không mất nhiều thời gian đàm phán với bên kia. Nàng có một tài khoản trên web đen, nàng chuẩn bị nhập mật khẩu để chuyển 1 triệu đô la đến trang web của sát thủ, sát thủ chỉ có thể nhận được một triệu đô la sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Số tiền còn lại không đủ sao, Giang Văn cao mày. Sau khi nhập mật khẩu, nàng nhận được thông báo chuyển khoản không thành công và số dư không đủ. Chuyện gì đã xảy ra vậy, Giang Văn nhanh chóng kiểm tra số dư tài khoản của mình. Tài khoản có hơn 3 triệu đô la bây giờ lại không còn xu nào. Số tiền này là do Tô Ấu Vi chuyển đi. Với năng lực của mình, nàng có cách để rửa tiền, tự mình tiêu tiền cũng không có vấn đề gì, nhưng nàng không định làm vậy vì không cảm thấy thoải mái khi tiêu số tiền này. Nàng dự định sẽ giấu mặt quyên góp số tiền này cho nhiều trại trẻ mồ côi trên khắp đất nước. Giang Văn đã mất khoản tiền trên web đen, nếu báo cảnh sát người đầu tiên gặp rắc rối sẽ là nàng. Sao ngươi còn chưa trả tiền, ngươi đang đùa với ta sao, sát thủ đang nói chuyện với Giang Văn thiếu kiên nhẫn nói. Ta gặp chút vấn đề với tiền của mình, xin hãy chờ một chút. Giang Văn nhanh chóng trả lời. Nàng nghĩ đến việc gửi thêm một triệu đô la từ một tài khoản bí mật. Nàng chuyển tiền thêm lần nữa nhưng vẫn nhận được thông báo không thể thanh toán vì số dư trong tài khoản không đủ. Hí, Giang Văn há hốc mồm. Nàng hoảng hốt nhìn xung quanh, trong phòng không có ai khác, cửa cũng đang khóa. Xin lỗi, ta gặp vấn đề với tiền của mình nên không thể thanh toán ngay bây giờ. Giang Văn trả lời. Sát thủ tức giận kết thúc cuộc trò chuyện với nàng. Giang Văn, nữ, 27 tuổi, sống ở, một hộp thoại tin nhắn đột nhiên xuất hiện trên máy tính của Giang Văn, rất nhiều con chữ nhảy ra từ đó. "Ngươi, ngươi là ai?" Giang Văn kinh hãi nói. Máy tính không có micro, Giang Văn nhận ra điều này nên nàng lập tức nhập tin nhắn vào hộp thoại. "Giang Văn, ngươi có liên quan đến rất nhiều vụ án hình sự như thuê sát thủ. Theo luật pháp của đất nước ta, ngươi sẽ bị tuyên án tử hình ngay. Nhưng nếu ngươi lấy công chuộc tội có thể sẽ miễn được án tử hình. Khuôn mặt của Giang Văn tái nhợt, trung rẩy trả lời, ngươi là cảnh sát mạng phải không? Đúng vậy, ngươi có thể gọi ta là cảnh sát hồ. Cảnh sát hồ, có phải ngươi muốn ta làm gián điệp nội bộ để tìm ra thế lực đằng sau dư thọ nhân đúng không? Thông minh, thảo nào dư thọ nhân để ngươi làm thư ký của hắn? Chúng ta có đầy đủ bằng chứng phạm tội của ngươi và dư thọ nhân, nhưng vẫn chưa biết thế lực đứng sau đứng sau dư thọ nhân. Giang Văn hít một hơi thật sâu nói, đến lúc đó các ngươi phải tính là ta đã có công lao lớn. Có phải là công lao lớn hay không, còn phải xem biểu hiện thực tế của ngươi. Ngươi có biết các thế lực đằng sau dư thọ nhân không? Giang Văn gõ, ta không biết, ta chỉ biết thế lực đứng sau ông chủ rất mạnh mẽ. À đúng rồi, ta biết ông chủ là một võ giả. Một trưởng của hắn có thể in lại dấu tay trên tấm sắt. Sắc mặt của Tô Ấu Vi thay đổi. Việc này chúng ta đã biết, nếu không chúng ta đã không chịu trách nhiệm về vụ án này. Giang Văn ngạc nhiên hỏi, ngươi là người của đội an ninh số 9 sao? Ngươi cũng biết đội an ninh số 9, đừng đoán lung tung, ngươi cứ làm tốt việc của mình đi. Tô Ấu Vi trả lời. Nàng biết về đội an ninh số 9 qua một lần thấy thông tin liên quan trên một mạng cơ mật ở nước ngoài. Được rồi, ta biết rồi. Giang Văn vội trả lời nàng càng chắc chắn rằng Tô Ấu Vi là thành viên của đội an ninh số 9. Sau này, nếu ta gặp được người đứng sau ông chủ, ta sẽ âm thầm chụp ảnh. Cái này cũng coi như lập được công lớn đúng không? Giang Văn nói, hai mắt Tô Ấu Vi sáng lên, nếu có ảnh chụp, nàng nhất định có thể tìm được người. Nếu đối phương là nhân vật quan trọng thì càng dễ dàng hơn. Ông chủ, ta đã hẹn với một cao thủ trong ngành, nhưng hiện tại hắn có việc khác phải làm, hắn yêu cầu thời hạn 2 tháng để xử lý việc của chúng ta, ông chủ thấy thế nào, Giang Văn gọi cho Dư Thọ Nhân. Dư Thọ Nhân cao mày, hắn nghĩ 2 tháng hơi dài. Người bên kia như thế nào, Dư Thọ Nhân hỏi. Giang Văn trả lời, bên kia là một nhân vật tốt 10 trong ngành của hắn. Bình thường, số tiền chúng ta trả không đủ để thuê một người đứng đầu ngành như vậy. Ta chỉ định thử vận may hỏi xem, không ngờ đối phương lại đồng ý đôi mắt của Dư Thọ Nhân sáng lên. Hắn hiểu ý của Giang Văn, đối phương là một trong 10 sát thủ hàng đầu. Những người như vậy không chỉ dựa vào giá cả mà còn tùy theo tâm trạng của họ. Một triệu đô la của Giang Văn miễn cưỡng đạt đến mức giá của họ, nàng mới đủ tư cách để hỏi họ xem họ có chấp nhận đơn đặt hàng hay không. Ông chủ, hắn chỉ cho chúng ta 5 phút để suy nghĩ. Chúng ta phải quyết định nhanh chóng. Giang Văn nói. Dư thọ nhân trầm giọng bảo đồng ý với đối phương đi, để bên kia làm càng sớm càng tốt. Tốt 10 sát thủ không dễ hẹn như vậy, đối phương mặc dù yêu cầu 2 tháng thời hạn, nhưng nếu giải quyết xong các nhiệm vụ khác, họ sẽ lập tức đi hoàn thành nhiệm vụ của họ. Ta biết rồi, ông chủ. Giang Văn nói xong liền cúp điện thoại. Tô Ấu Vi đã làm giả một giao diện giao dịch cho nàng, nàng đã chụp ảnh màn hình và lưu nó vào ổ USB flash. Thứ này sẽ được đưa cho Dư Thọ Nhân xem. Giang Văn, đừng hồng chạy trốn chỉ cần ngươi có ý nghĩ như vậy, sẽ bị bắt ngay lập tức. Đừng xem thường năng lực của tổ chức chúng ta. Tô ấu vi cảnh báo. Sau khi nàng nói xong, hộp thoại trên máy tính nhấp nháy vài lần rồi biến mất. Tô ấu vi xóa sạch mọi dấu vết. Giang văn cảm thấy đau xót, sao nàng lại xui xẻo trở thành mục tiêu của đội an ninh số 9 chứ? Nàng cũng không muốn chạy trốn. Từ miệng của dư thọ nhân, nàng biết được đội an ninh số 9 rất đáng sợ. Hơn nữa nàng không phải là võ giả như dư thọ nhân, nàng là một người phụ nữ yếu đuối không thể thoát khỏi sự truy đuổi của đội an ninh số 9. Hai tháng với năng lực của đội an ninh số 9, hẳn là có thể điều tra ra. Án chung thân vẫn tốt hơn nhiều so với án tử hình. Giang văn thầm nghĩ, nếu cải tạo tốt nàng vẫn sẽ có hy vọng được giảm án và ra tù sớm khi bị kết án tù chung thân. Trên đường đến trại trẻ mồ côi huyện Lôi Sơn, một chiếc rôn roi phen dài từ từ dừng lại, con gái của tố tố lớn lên ở cô nhi viện này sao một bà lão ngồi trong xe lên tiếng hỏi một người đàn ông trung niên mặc áo dài đứng bên cạnh bà lão gật đầu vâng thưa mẹ con của em gái tên là tô ấu vi năm đó họ vì bị truy sát nên đã bỏ lại đứa bé ở cổng cô nhi viện bà lão lau nước mắt tố tố thật là đáng thương hài tử của nàng cũng vậy đều là do cha ngươi cố chấp nếu năm đó hắn không đuổi mấy người tố tố ra ngoài thì sao tố tố lại bị kẻ thù đuổi giết được chứ Người đàn ông trung niên không nói gì, hắn không có can đảm để đánh giá cha mình. Ngươi còn ngẩn ra đấy làm gì, mau đi xuống hỏi một chút đi. Nếu thời gian trùng khớp, Tô Ấu Vi rất có thể là cháu gái của ta. Bà lão quở trách, chân của nàng không tiện đi lại. Mẹ, chờ ta một chút. Người đàn ông trung niên xuống xe, ngay sau đó, hắn đến gặp Trầm An Mai trong trại trẻ mồ côi. Viện trưởng Trầm, ta có chuyện muốn hỏi ngươi người đàn ông trung niên nói trầm an mai nhìn người đàn ông trung niên rồi gật đầu người đàn ông trung niên cho nàng cảm giác người này có thân phận không nhỏ ngươi muốn hỏi gì miễn là hợp lý thì ta sẽ nói với ngươi người đàn ông trung niên hỏi tô ấu vi đến cô nhi viện khi nào vậy trầm an mai cảnh giác nhìn người đàn ông trung niên hắn vội vàng nói viện trưởng trầm ngươi cứ yên tâm ta không phải người xấu con trai ta nhìn thấy một bức ảnh trên mạng phát hiện nàng trông rất giống với gì của hắn năm đó. Nói đoạn, người đàn ông trung niên lấy ra một tấm ảnh cũ. Trầm An Mai cầm lấy tấm ảnh cũ, nàng đưa mắt cẩn thận xem xét, rất giống, nàng và ấu vi quả thật rất giống nhau, đường nét khuôn mặt nhất định giống nhau đến 7-8 phần. Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu và nói, tô ấu vi có thể là con của em gái ta. Trầm An Mai trả lại bức ảnh cho hắn. Trong mắt nàng hiện lên một tia hồi ức, Ta phát hiện ấu vi vào đầu tháng 8 20 năm trước. Vào khoảng 10 giờ tối hôm đó, ta nghe thấp thoáng có tiếng khóc của trẻ con bên ngoài. Lúc ta đi ra ngoài nhìn thì phát hiện một đứa bé chỉ hơn 4 cân một chút, hẳn là còn chưa đủ tháng, gầy yếu, trong tay còn có một mảnh giấy ghi tên của nàng. Đôi mắt của người đàn ông trung niên sáng lên. Mảnh giấy đó còn không, Trầm An Mai gật đầu, vẫn còn đây, ta vẫn giữ đây. Năm phút sau, trầm an mai lấy từ trong hộp ra một tờ giấy ố vàng trên đó ghi có ba chữ tô ấu vi rất tinh xảo hình như là chữ viết tay của một người phụ nữ viện trưởng trầm ta có thể chụp một bức ảnh được không cứ chụp đi trầm an mai gật đầu người đàn ông trung niên nhanh chóng chụp một bức ảnh hắn lấy cuốn sách từ trong túi ra viết một tấm xét trị giá một triệu viện trưởng trầm ấu vi có phải là con gái của em gái ta hay không cũng không quan trọng đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi viện trưởng trầm ta rất ngưỡng mộ những người như ngươi thế này thế này nhiều quá trầm an mai kinh ngạc nói người đàn ông trung niên đáp lời viện trưởng trầm ngươi cứ cầm đi cái này không phải cho ngươi nó là quyên tặng cho cô nhi viện cô nhi viện có rất nhiều trẻ em mặt nào cũng cần tiền cảm ơn ngươi trầm an mai gật đầu người này rõ ràng là rất giàu một triệu này không nhận thì phí. Người đàn ông trung niên nhanh chóng rời khỏi trại trẻ mồ côi và quay trở lại xe. Tố tố mất vào đầu tháng 8, tô ấu vi chắc chắn là con gái của tố tố. Bà cụ ngồi trong xe rung lẫy bẩy. Người đàn ông trung niên bấm vào album ảnh trong điện thoại, mẹ, mẹ xem đây có phải chữ viết của em gái không? Ta nhìn thấy hơi giống. Bà lão bật khóc khi nhìn bức ảnh. Đúng vậy, đây là chữ của tố tố, ta đã đọc thư nàng viết nhiều lần không thể nhầm được tô ấu vi thật sự là con của tố tố người đàn ông trung niên nói mẹ chúng ta đi thành phố z đi mẹ có thể gặp riêng tô ấu vi trước được bà lão gật đầu lia lịa người đàn ông trung niên nói với người lái xe ở ghế lái tiểu chung đến chung cư tử kinh ở thành phố z ngươi dừng ở cổng chung cư là được vâng sau hơn một tiếng rưỡi chiếc xe thuận lợi dừng trước chung cư tử kinh mẹ bây giờ chắc tô ấu vi đã từ trường học về chung cư rồi người đàn ông trung niên nói bà lão nhìn về phía cửa chung cư tử kinh nói chung cư này nhìn cũng ổn không phải nói nàng đem phần lớn tiền của mình cho cô nhi viện sao mẹ căn nhà ở đây không phải của nàng là nhà của học trưởng của nàng tên là tiêu phàm hiện tại họ chắc hẳn đang ở cùng nhau người đàn ông trung niên ho nhẹ bà lão sửng sốt việc này ngươi không được nói cho cha ngươi biết năm đó tính bướng bỉnh của hắn đã hại tố tố ngươi không thể để hắn hại cả ấu vi được mẹ ta biết rồi người đàn ông trung niên gật đầu mười phút sau tô ấu vi từ trường học đi đến giống quá giống nàng và tố tố khi đó có đến tám phần giống nhau bà lão nhìn ra ngoài cửa sổ khi nàng đến gần bà có thể nhìn rõ mặt tô ấu vi nhưng ngay sau đó tô ấu vi từ bên cạnh bước đi bà lão sững sờ nhìn bóng lưng nàng mẹ hiện tại cha đang nghĩ gì vậy chúng ta nhất định phải để con của em gái trở về gia tộc đúng không người đàn ông trung niên nói bà lão thở dài cha ngươi vẫn chưa biết tố tố có con cũng không biết hắn nghĩ như thế nào hiện tại ta cũng rất rối bời dù gì ngươi cũng là một nhân vật lớn ngươi nói xem ta nên làm cái gì bây giờ người đàn ông trung niên cảm thấy bất lực hắn là người có thể hô mưa gọi gió trước mặt những người bình thường nhưng hắn lại không dám làm bậy trước mặt cha mình người đàn ông trung niên nói mẹ sao mẹ không để nhị đệ nghĩ cách hắn có rất nhiều ý tưởng về việc kinh doanh trên thương trường việc đối phó với kẻ thù của ta hắn cũng giúp ta nghĩ một phần ta không giỏi mấy chuyện này đâu bà lão lườm hắn một cái dù sao ngươi cũng là đại ca lão nhị bình thường đều nghe lời ngươi người đàn ông trung niên xấu hổ nhìn mẹ của mình hắn cũng không có cách giải quyết với người cha bướng bỉnh nhà mình. Trong quân đội, nhà họ Lục có thực lực mạnh, cấp bậc không thấp, nhưng hắn đâu thể bằng được cha của mình. Hắn vừa là cấp trên vừa là cha, dù cha hắn lúc quốc tường dùng thắt lưng đánh hắn, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Bà lão cao mày nói, sau khi tố tố gặp tai nạn, trong lòng cha ngươi hẳn là rất ân hận, ta thấy hắn thường hay ngồi ngẩn ngơ. Hai anh em ngươi phải tìm cách để cha ngươi chấp nhận ấu vi và để ấu vi chấp nhận chúng ta ta cũng già rồi nếu ấu vi không thể nhận tổ quy tông thì đến lúc chết ta cũng không thể nhắm mắt người đàn ông trung niên lại bất lực gật đầu mẹ hắn đã nói như vậy hắn là con trai còn có thể nói thêm cái gì mẹ bây giờ chúng ta có nên vào chung cư không có lẽ mẹ có thể gặp và trò chuyện với ấu vi người đàn ông trung niên nói bà lão nhìn về phía chung cư tử kinh thuê cho ta một căn nhà ở đây ta sẽ sống ở đây một thời gian chỉ nhờ bảo mẫu chăm sóc không cần bảo vệ. Người đàn ông trung niên vội nói, mẹ, ta biết phải làm sao bây giờ. Nếu mẹ ở đây xảy ra chuyện gì, liệu cha biết được có xé xác được ta không? Người vẫn cần phải có bảo vệ, con sẽ âm thầm bố trí. Bà lão cao mày nói, bây giờ cũng không giống 20 năm trước nữa đâu. Đất nước bây giờ đã ổn định, nền tảng của gia tộc chúng ta cũng đã vững chắc hơn nhiều. Người đàn ông trung niên vẫn kiên định nhìn mẹ mình vấn đề này không thể để nàng quyết định được được ngươi muốn thế nào cũng được ngươi bố trí số lượng bảo vệ ít thôi cũng không được ở cùng nhà với ta bà lão trợn mắt nói người đàn ông trung niên âm thầm thở vào nhẹ nhõm mẹ ta đi thu xếp ngay đây bà lão gật đầu mẹ ngươi có muốn lấy tóc của tô ấu vi hay thứ gì đó để kiểm tra adn không bà lão lắc đầu nói ngươi còn kiểm tra adn làm gì nữa tướng mạo của nàng giống hệt tố tố nét chữ cũng của tố tố nàng họ tô sao có thể nhận sai được vấn đề về quan hệ của nàng và tiêu phàm bà lão nhíu mày nói nhà họ lục chúng ta không nuôi dưỡng nàng chúng ta còn có quyền quyết định chuyện tình cảm của nàng sao chỉ cần nàng thích tính cách của đối phương là được không thành vấn đề cứ để nàng tự do người đàn ông trung niên khẽ gật đầu mẹ chúng ta về khách sạn trước đi hôm nay thuê nhà thu dọn sạch sẽ đã ngày mai ngươi có thể dọn đến ở nhưng cũng có thể chỉ có thể ở nơi này mười mấy ngày thôi nếu lâu không gặp cha có thể sẽ nghi ngờ bà lão gật đầu cứ vậy đi ngày hôm sau diệp phi nhận được một tin nhắn lão phu nhân nhà họ lục cố ý tiếp cận tô ấu vi ư diệp phi khó hiểu hắn đương nhiên biết chuyện của nhà họ lục hơn nữa nhà họ lục so với nhà họ diệp bọn hắn còn có thế lực lớn hơn nhà họ diệp tương đối mạnh về võ thuật nhưng ở thời đại khoa học kỹ thuật máy bay và đại bác có sức công phá mạnh võ công con người cũng không còn quá quan trọng nữa lão già đứng đầu nhà họ lục là một ông lớn quân đội trong quân đội con trai cả lục chí hằng cũng là một nhân vật lớn con trai thứ lục chí viễn làm ăn trong giới kinh doanh kiểm soát cả tập đoàn tài sản hàng trăm tỷ là người siêu giàu đinh diệp phi lại nhận được một tin nhắn khác nó được gửi bởi cao thủ nhà họ Diệp Người mà hắn phái đi âm thầm bảo vệ Tô Ấu Vi. Tô Ấu Vi là cháu gái của Lục Phu Nhân sao? Diệp Phi kinh ngạc. Không phải nhà họ Lục chỉ có hai đứa con trai thôi sao? Diệp Phi đã gửi một tin nhắn hỏi lại, hắn không lớn hơn Tô Ấu Vi bao nhiêu nên không biết rõ chuyện năm đó. Nhà họ Lục có hai nam một nữ. 20 năm trước, con gái Úc Lục Tố Tố bị quân địch giết chết, hình như nhà họ Lục đã xác định Tô Ấu Vi chính là con gái của Lục Tố Tố ngay sau đó diệp phi đã nhận được phản hồi thì ra là thế tô ấu vi là con gái của lục tố tố ta nghĩ chuyện này là thật diệp phi thầm nghĩ với thực lực của nhà họ lục khả năng phạm sai lầm là cực kỳ nhỏ hiện tại lão tam là một người tuổi trẻ tài cao nhưng so với nhà họ lục thì vẫn kém hơn rất nhiều lão tam và tô ấu vi đến lúc đó chắc chắn sẽ bị ngăn cản diệp phi lẩm bẩm một mình hắn suy nghĩ rồi bấm số tiểu phàm điện thoại, lão tam, có chuyện gì vậy, nhị ca, có việc gì tìm ta sao, chúng ta tìm một chỗ uống trà đi. Tiêu phàm ngạc nhiên, từ khi nào Diệp Phi lại có phong thái tao nhã như vậy, nhị ca, gửi địa chỉ cho ta. Không có quán trà nào gần trường học, vì vậy Diệp Phi đã mời Tiêu Phàm đến một nơi xa hơn một chút. Nhìn thấy Diệp Phi ngồi một mình, Tiêu Phàm càng thêm chắc chắn hắn có việc. Lão Tam, ngươi xem cái này đi diệp phi đưa điện thoại của mình cho tiêu phàm để hắn nhìn cuộc trò chuyện với cao thủ đang âm thầm bảo vệ tô ấu vi lão tam sau khi cân nhắc kỹ càng ta nghĩ vẫn phải nói cho ngươi biết trước để ngươi chuẩn bị tinh thần nhà họ lục đã không chỉ là một gia tộc giàu có tô ấu vi là cháu gái của nhà họ lục ngươi muốn lấy nàng nhất định phải chịu rất nhiều áp lực sau khi đọc tin nhắn và nghe những lời của diệp phi tiêu phàm không cảm thấy quá khó khăn tuy nhà họ lục rất mạnh nhưng hiện tại hắn cũng không phải là không có hậu thuẫn. Tiêu Hải là gia gia của hắn, hắn có 500 vạn binh lính, tu vi của hắn cũng đạt đến cấp bậc võ đế đỉnh phong. Hơn nữa trong tương lai, sức ảnh hưởng của Tiểu Hải nhất định sẽ càng tăng lên, thực lực của hắn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Trong tương lai, hoàn toàn có khả năng những kẻ mạnh từ thế giới khác sẽ đến. Ấu Vi còn có gia thế như vậy, thật là chuyện tốt. Ở thời cổ đại, nàng sẽ được coi là nhân vật cấp công chúa. Tiêu Phàm cười nhẹ. Diệp Phi xoa trán nói, lão Tam, nếu để người ta biết được thân phận của nàng. Đừng nói nàng xinh đẹp, dù nàng xấu xí, cũng sẽ có rất nhiều người cùng ngươi tranh đoạt. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý đi. Ta, lão đại và lão tứ đương nhiên sẽ dốc hết sức ủng hộ ngươi, nhà họ Diệp chúng ta còn có chút thực lực, thực lực của nhà lão đại chắc cũng rất mạnh. Nhà thẩm thần rất giàu có, hắn là con cái nhà giàu nhưng thực lực lại có chút yếu hơn cảm ơn nhị ca đúng rồi nhị ca ngươi hẳn là xuất thân từ gia tộc võ thuật đúng không nước hát của chúng ta có những gia tộc nào có thực lực võ thuật mạnh vậy giới võ thuật quy tắc đặc thù nào không tiêu phàm hỏi diệp phi nghi ngờ nhìn tiêu phàm tiêu phàm vận hành cửu long quyết cơ thể hắn nhất thời giải phóng một số tia chân khí lão tam ngươi tu luyện nội khí diệp phi không thể tin được hắn rất chắc chắn trước đây tiêu phàm chỉ là một người bình thường nếu không lần đó tiêu phàm đã không bị đánh đập dã man lần trước diệp phi bắt tay với hắn tay của tiêu phàm rất mạnh nhưng lần đó diệp phi không cảm nhận được nội khí của hắn hắn nghĩ có lẽ tiêu phàm đã nhờ mạo hiểm mà được cải thiện thể chất ừm tiêu phàm gật đầu hãy kể cho ta nghe về giới võ thuật đi diệp phi khẽ gật đầu còn có một số ít các gia tộc võ thuật lớn nhỏ, nhưng đại đa số gia tộc đều đã sa sút trong gia tộc không có một người nào đạt đến cấp bậc ám kình. Chỉ có năm gia tộc lớn mạnh hơn cả. Lần lượt là là nhà họ Lôi, Diệp Gia, nhà họ U Dương, nhà họ Sở, nhà họ La. Đôi mắt của tiêu phàm lóe lên, vậy kẻ chủ mưu đằng sau rất có khả năng là người trong năm gia tộc này. Loại bỏ gia tộc họ Diệp, chỉ còn lại bốn gia tộc. Người trong chính phủ bị cấm theo võ thuật. Điều cấm đầu tiên đối với võ giả là không được can thiệp vào chính trị. Đây là một ranh giới nghiêm khắc. Năm đó có nhiều gia tộc võ thuật tham gia vào chính trị, bây giờ cỏ trên mộ đều đã cao ba thước. Ngày nay, tu luyện 20 30 năm cũng không chịu nổi một viên đạn. Diệp Phi thở dài một hơi. Ngay cả khi hắn đã đạt đến cấp bậc ám kình thì bây giờ hắn vẫn không thể đỡ nổi một viên đạn. Việc này chỉ có người ở cấp bậc hóa kình mới làm được. Rất khó để đạt đến cấp bậc hóa kình, Diệp Phi cảm thấy nếu lúc hắn 40 tuổi có thể đạt tới cấp bậc hóa kình thì tốt biết mấy. Trước đây và sau này hắn cũng đều không dám quá mức mong đợi. Tiêu phàm gật đầu, dù hắn có mạnh hơn nữa thì hắn cũng sẽ không dùng võ để vi phạm lệnh cấm. Gia gia hắn tạo phản ở dị giới, khi thành công rồi hắn có thể trực tiếp đến đó làm hoàng đế hắn thật có ý muốn nắm quyền lực trong tay, đến dị giới làm hoàng đế thoải mái hơn nhiều. Điều thứ hai trong lệnh cấm của võ giả, võ giả không được tham gia chính trị. Võ giả đã có thực lực mạnh mẽ, nếu còn tham gia chính trị, ham muốn sẽ càng bành trướng. Diệp Phi trầm giọng nói. Đoán chừng gia tộc võ đạo có hơi khó chịu về điểm này, nhưng gia tộc võ đạo có bao nhiêu người, Hoa Quốc lại có nhiều quân đội, nhiều máy bay đại bác đến vậy cũng không phải chỉ bày ra cho đẹp mắt. Điều thứ ba trong lệnh cấm của võ giả, không gây tổn hại đến người nhà bình thường. Dù có không ít người trong gia tộc võ đạo không luyện võ, nếu như ngươi giết người nhà của ta, ta giết người nhà của ngươi, vậy thì toàn bộ đều loạn hết. Tiêu Phàm nói, nếu giết chết người bình thường khác thì sao? Diệp Phi nói, điều đó nằm trong phạm vi quản lý của pháp luật, không liên quan gì đến lệnh cấm của võ giả. Điều thứ tư trong lệnh cấm của võ giả, không được gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Tiêu Phàm nói, nếu võ giả phạm tội, thì xử lý trong nội bộ thế nào? Diệp Phi uống một ngụm trà cho thấm giọng rồi nói, chuyện bình thường thì do cảnh sát bình thường xử lý, nếu chuyện hơi đặc biệt, cục chính an ninh sẽ tham gia. Ví dụ, nếu một phú hào bị giết, xã hội chịu ảnh hưởng xấu, cục chính an ninh rất có thể sẽ điều tra kỹ, chuyện như vậy tốt nhất là không nên làm. Cục chính, cục cảnh vệ trung ương do văn phòng trung ương đảng quản lý, lãnh đạo, biên chế thuộc Bộ Công an, tiêu phàm khẽ gật đầu. Nếu Phú Hào bị giết dễ vậy, ai còn dám làm ăn ở Hoa Quốc, phát triển kinh tế là đạo lý vững chắc. Đám Phú Hào đứng đầu cũng không ngốc, họ rất có thể sẽ liên hiệp lập ra một quy tắc. Nhị ca, nếu Ấu Phi để lộ ra ngoài rằng có quan hệ với lục gia, sự an toàn của nàng cũng được đảm bảo chứ, tiêu phàm nói. Diệp Phi gật đầu, tất nhiên, 20 năm trước, Lão gia Tử Lục gia còn chưa đạt được vị trí cao, nay thực lực của Lục gia còn cao hơn năm đó nhiều. Giết Tô học muội là đắc tội Lục gia, chuyện này ai lại ngu mà làm vậy? Tiêu Phàm thầm thở vào nhẹ nhõm. Tới bây giờ, hắn vẫn có hơi lo lắng, nếu liên lụy đến Tô Ấu Vi thì làm sao bây giờ, thù của cha mẹ hắn không thể không báo, lại cũng rất sốt ruột nếu kẻ gây tội ác sau màn trả thù Tô Ấu Vi. Lão tam, giờ ám kình của ngươi ở cấp bậc mấy rồi? Diệp Phi tò mò dò hỏi. Ám kình chia thành ba cấp bậc tiểu thành, đại thành và viên mãn, Diệp Phi mới đến cấp bậc ám kình chưa được bao lâu, mục tiêu của hắn là trong 5 năm đạt được đại thành, 10 năm sẽ đến viên mãn. Trong vòng 20 năm sẽ đến cấp bậc hóa kình. Ám kình đại thành. Tiêu Phàm cười nói. Hiện giờ hắn quả thật chỉ đạt đến mức ám kình đại thành, long khí mà Tiêu Hải truyền cho hắn vẫn còn một phần chưa được luyện hóa, phải mất 2 3 ngày nữa để luyện hóa xong là có thể đến ám kình viên mãn. Diệp Phi trợn tròn mắt nhìn Tiêu Phàm. Vài ngày trước, hắn đột phá đến cấp bậc ám kình, gia gia hắn còn đặc biệt gọi điện thoại đến khen ngợi hắn. Có thể đạt được cấp bậc ám kình ở độ tuổi như hắn đã rất tốt rồi. Lão tam, ngươi. Ngươi nói thật à? Nào, chúng ta vật tay. Diệp Phi đưa tay ra, hắn đơn giản dùng ám kình đưa về phía bàn tay của tiêu phàm. U ù, nội lực hình rồng trong cơ thể tiêu phàm cuộn vào trong bàn tay, ám kình tỏa ra của Diệp Phi trong nháy mắt bị đánh tan, tay của hắn như bị điện giật trung lên liền vội vàng rụt lại lão tam, ngươi thật sự đã đạt tới ám kình đại thành. Diệp Phi âm thầm chật lưỡi. Nếu tiêu phàm cũng chỉ tới ám kình tiểu thành, ám kình của hắn không thể nào bị đánh tan ngay lập tức được. Còn lừa ngươi à? ngươi giữ bí mật giúp ta phía sau ta cũng không có gia tộc cường đại không muốn chọc phiền toái tiêu phàm nhắc nhở phải rồi võ giả kết hôn với người của lục gia việc này không có vấn đề gì chứ diệp phi nói không sao chỉ cần không vi phạm lệnh cấm không tham gia chính trị là được có không ít quan hệ thông gia giữa các thế lực lớn ngươi ở cùng với tô học muội hoàn toàn không có vấn đề ừ tiêu phàm gật đầu lão tam thiên phú của ngươi rất mạnh lục gia chắc sẽ xem trọng ngươi nhưng nếu Tô Ấu vi vào lục gia, các ngươi có thể ở bên nhau hay không thì vẫn có vấn đề. Sau này, ngươi cần trợ giúp thì gọi một tiếng." Diệp Phi nghiêm mặt nói. Tiêu Phàm gật đầu nhị ca, ngươi nói một chút về bốn gia tộc võ đạo khác đi, gia tộc nào có thực lực mạnh nhất? Ngươi cảm thấy gia tộc võ đạo nào không tuân quy cũ nhất?" Diệp Phi cũng không có trả lời ngay. Hắn nghĩ một lát rồi mới nói, nói đến thực lực mạnh nhất phải là Lôi gia công pháp của lôi gia bá đạo, nghe đồn còn nghiên cứu ra phương pháp sử dụng điện trợ giúp cho việc tu luyện. Không tuân quy cũ nhất có thể là sở gia. Tiêu phàm sửng sốt. Vậy mà là sở gia. Lôi gia mạnh nhất, bình thường không phải mạnh nhất thì sẽ không tuân thủ quy cũ sao? Hoặc là la gia, nghe được từ mấy gia tộc, dường như la gia giống một gia tộc phe phản diện hơn. Diệp Phi đề thấp giọng nói, năm đó, thực lực của sở gia vượt qua lôi gia, hồng phá quy củ võ giả tham gia chính trị sau đó sở gia chịu đủ sự tấn công nên thực lực giảm xuống không ít mặc dù võ giả ở xã hội hiện đại có thực lực không kém nhưng mạnh nhất vẫn là quốc gia trong đôi mắt của tiêu phàm lóe lên tia sáng sở gia không tuân quy củ nhất khả năng sở gia là hung thủ sao màng lớn nhất năm đó có được thực lực mạnh nhất thực lực của sở gia giảm xuống nhất định không cam lòng trời đất thay đổi khác thường có nhiều chỗ có linh khí tăng nhanh Sở gia biết công pháp của Tiêu gia họ không tầm thường, hoàn toàn có thể lấy công pháp của Tiêu gia họ để hồng phản kích. Lão Tam, những việc này ngươi nghe thôi, nhất định đừng truyền ra ngoài. Nếu không chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Vẻ mặt Diệp Phi nghiêm túc nhắc nhở. Tuy thực lực Sở gia không bằng năm đó, nhưng thực lực bây giờ vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ừ, yên tâm đi. Tiêu Phàm gật đầu. Ba ngày trôi qua, trong căn biệt thự ở huyện Lôi Sơn, Ầm ầm, long khí trong cơ thể Tiêu Phàm chảy cuồn cuộn, dường như còn mơ hồ nghe thấy có tiếng rồng ngâm truyền ra từ bên trong thân thể. Hắn đã luyện hóa tất cả long khí mà Tiêu Hải truyền cho hắn, thuận lợi đến cấp bậc ám kình viên mãn. Tu vi đột phá, niệm lực tinh thần của Tiêu Phàm cũng được tăng cường. Dị năng trở nên mạnh hơn. Nếu tên Diệp Phi kia biết giờ ta đã đến ám kình viên mãn, chắc là phát điên lên mất. Tiêu Phàm thầm nhủ trong lòng. Cốc cốc cốc. Đêm khuya, chiếc gương bên cạnh tiêu phàm vang lên, tiêu hải đã hẹn tối nay sẽ liên lạc với hắn. Tiêu hải tính kỹ thời gian, chỉ cần tiêu phàm không lười biến thì hôm nay nhất định sẽ đến ám kình viên mãn. Gia Gia, ta đã hỏi thăm một chút tình hình về giới võ đạo ở Hoa Quốc tiêu phàm kể một số chuyện mà Diệp Phi nói cho tiêu hải biết. Kết hợp với chuyện mà tiêu hải biết, có lẽ tiêu hải có thể khoanh vùng kẻ địch rõ hơn. Tiêu gia chúng ta rời khỏi vòng võ đạo đã lâu, gia gia không hiểu rõ những chuyện này lắm nhưng gia gia nhắc nhở ngươi một câu có lúc kẻ có khả năng là kẻ địch nhất chưa chắc đã là kẻ địch mắt của ngươi nhất định không thể vì nhìn chằm chằm sở gia mà bỏ quên thế lực khác tiêu hải khuyên răng trong lòng tiêu phàm hơi rùng mình gật đầu gia gia đã bắt đầu chế tạo áo giáp trước mắt tổng cộng một trăm nghìn chiếc hai tháng trước đã giao năm mươi nghìn chiếc tới tháng thứ ba sẽ giao năm mươi nghìn chiếc còn lại kiểu dáng là minh Quang khải thời đường tiêu phàm nói Tiêu Hải cười ha ha nói, những việc này cháu ngoan ngươi tự quyết định là được rồi, ta chỉ chờ đến lúc đó mà nhận đồ. Cháu ngoan, ngươi dùng cách đổ thạch để tiếp tục kiếm tiền có thể không ổn. Ta muốn cho ngươi một biện pháp kiếm tiền. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên. Phương pháp đổ thạch cũng không phải không thể kiếm tiền, nhưng nó có giới hạn. Cái bánh lớn như vậy, một mình ngươi càng kiếm được nhiều càng sẽ đắc tội nhiều người. Gia gia, ngươi nghĩ ra cách gì hay để kiếm tiền vậy? Tiêu Phàm dò hỏi. Tiêu Hải vui vẻ nói, "Điện ảnh đó. Mấy bộ phim điện ảnh ngươi gửi ta đã xem rồi, hiệu ứng màn ảnh lớn cũng chỉ như vậy, không đặc sắc như mấy trận chiến chân thật. Ngươi tìm một kịch bản hay, gửi máy quay phim tới, gia gia tìm người quay cho ngươi. Cảnh đánh nhau, cảnh chiến tranh gì đều tuyệt đối chân thật." Ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ phấn khởi, điều mà Tiêu Hải nói chắc chắn có thể làm. Quay xong rồi thì gửi về thế nào? Tiêu Phạm đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Tiêu Hải cười nói, qua mấy ngày nữa, Gia Gia có thể gửi món đồ nhỏ gì đó cho ngươi. Ví dụ như USB. Ánh mắt Tiêu Phạm tỏa sáng, quả thật USB chỉ có chút xíu, gửi qua rất dễ. Nếu USB lớn hơn, thì dùng thẻ nhớ di động, món đồ này còn nhỏ hơn USB nhiều, nói không chừng hiện giờ Tiêu Hải cũng có thể gửi về. Gia Gia, ngươi liên lạc lại với ta vào ngày kia. Ta sẽ mua máy quay phim chuyên nghiệp, mua các bộ sách cần thiết liên quan đến việc quay phim." Tiêu Phàm nói. Tiêu Hải cười gật đầu, "Được." Hiện nay, trong tay gia gia có nhiều người, đều rất thông minh, bọn họ nhìn lướt qua sách, học được mấy thứ trên đó đều rất nhanh. Tiêu Phàm nói, "Gia gia, đến lúc đó phải để nhiều người học cùng, đóng phim cần các cấp độ khác nhau, cũng đừng quay cảnh quá đẫm máu, vậy thì sẽ không được thẩm duyệt." Không thành vấn đề. Quay kiểu gì thì chủ yếu phải xem kịch bản của ngươi thế nào." Tiêu Hải cười nói. "Nếu kịch bản không phải là cuộc công thành tàn khốc, hiển nhiên người của Tiêu Hải sẽ không thể quay ở phương diện này, cao thủ quyết đấu, trừ yêu trừ ma, cũng không thiếu cảnh có thể quay được." "Cháu ngoan, đợi gia gia có thể gửi đồ gì đó lớn hơn tới đây, đến lúc đó có thể trực tiếp gửi vàng cho ngươi, bên gia gia có nhiều món đồ chơi bằng vàng này, không đáng bao tiền." Tiêu Hải nhếch miệng cười nói. Tiêu phàm hít sâu một hơi, đến lúc đó, đừng tắt để hắn kiếm tiền nhất định không ít, nói không chừng ở dị giới có kỳ hoa dị thảo có thể trực tiếp trị bệnh ung thư. Cả dị giới đối với hắn mà nói là một kho tàng bảo vật vô cùng lớn. Gia gia, giờ ngươi có thể nhận được thứ gì đó lớn hơn được không? Ví dụ như một chiếc xe. Nếu ngươi có thể nhận xe, ta sẽ gửi cho ngươi nhiều xe dùng để chở binh lính. Lúc công thành cũng có thể trang bị đầy đủ xăng xe đâm vào tường thành." Tiêu Phàm nói. Tiêu Hải khoát tay, cách này của ngươi không ổn. Có lẽ có thể gửi những chiếc xe nhỏ tới, nhưng dùng để chở binh lính sẽ bị cường giả bên địch phá hỏng. Cường giả đứng đầu phe địch tàn sát binh lính, sát hại ngựa sẽ phải chịu sự trấn áp của quy tắc thiên địa, nhưng phá hỏng xe mà ngươi gửi tới chắc chắn sẽ không bị thiên địa trấn áp." Tiêu Phàm nhíu mày, ngược lại hắn đã bỏ quên điểm này. Gia Gia, đến khi đó cũng có thể dùng xe để công thành chứ, Tiêu Phàm dò hỏi. Tiêu Hải gật đầu, cái này thì được, thực lực của các thành trì lân cận đều bị áp chế, thực lực của Gia Gia có thể xếp vào top 3 ở thần diễn quốc, đều bị đè ép lớn. Đúng rồi, đến lúc đó ngươi có thể mua thêm nhiều xe máy. Lúc vây thành, tuần tra, tập kích chẳng hạn, sẽ có hiệu quả không tệ. Xe máy không quá lớn, chuyển qua cũng dễ hơn trò chuyện với Tiêu Hải không ít, bóng dáng của Tiêu Hải mới biến mất không thấy gì nữa. Trước khi hắn biến mất, tất nhiên Tiêu Phàm đã nhận được long khí mà Tiêu Hải truyền qua. Tu vi võ đạo của Tiêu Hải đạt đỉnh cao, chút long khí này với hắn mà nói còn chẳng là hạt cát trong sa mạc, nhưng với Tiêu Phàm, sau khi luyện hóa xong, long khí của hắn đã có sự tăng lên rõ rệt. Dương Vĩnh An, ngươi chuẩn bị cho ta tất cả các thiết bị camera cần cho việc đóng phim. Chuẩn bị nhiều bộ vào cũng cần mấy cuốn sách nói rõ chi tiết tất cả các vật dụng làm thế nào để quay một bộ phim hay làm biên tập ra sao làm hậu kỳ như thế nào ta đều cần những bộ sách này cố gắng phải thật chi tiết tiêu phàm bấm gọi điện thoại cho dương vĩnh an dương vĩnh an giật mình tiêu thiếu gia chẳng lẽ ngươi muốn tự mình quay phim ngươi đừng quan tâm nhiều làm gì chuẩn bị xong đồ ta cần ta có một căn biệt thự ở huyện lôi sơn ngươi bảo người ta đưa đồ đưa qua đó tiêu phàm trầm giọng nói Vâng, tiêu thiếu gia. Dương Vĩnh An nhanh chóng sắp xếp, những việc này với hắn mà nói không phải là chuyện gì khó. Chung cư tử kinh. Bác gái, ngươi không sao chứ, tô ấu vi thấy một vị phụ nhân lớn tuổi sắp ngã xuống thì vội vàng tiến lên đỡ đối phương. Lão phu nhân nhìn tô ấu vi, bà thở hổn hển nói, người đã già nên vô dụng rồi, cô gái, cảm ơn ngươi nhé. Cô gái, ta cũng đã từng tuổi này rồi, ngươi gọi ta trẻ hơn vậy cũng không hợp lý ngươi hãy gọi ta là nãi nãi đi. Tô Ấu Vi có chút ngượng ngùng nói, nãi nãi ta đỡ ngài đến bên kia ngồi. Cảm ơn. Không sao, mọi người đều là hàng xóm với nhau. Tô Ấu Vi dìu lão phu nhân đến trên ghế bên cạnh, lão phu nhân cười nói, cô gái, nếu ngươi có rảnh, cùng trò chuyện với bà già như ta được chứ? Được ạ, à, Tô Ấu Vi gật đầu. Lão phu nhân nhìn mặt mũi trong hiền hậu, bà ấy quả thật sẽ không có chuyện gì. Cô gái dáng vẻ ngươi đẹp mắt như vậy có bạn trai rồi chứ nếu chưa có bà già này quen biết mấy người có thể giới thiệu cho ngươi nhé lão phu nhân nói lão phu nhân này hiển nhiên là lão phu nhân lục gia bà ấy vào ở trong khu chung cư nhưng không phải thuê phòng mà trực tiếp mua một căn trong chung cư sắc mặt tô ấu vi hơi ửng hồng nải nải không cần phiền ngươi ta đã có bạn trai rồi lão phu nhân gật đầu ngươi trưởng thành đẹp đến vậy thì có bạn trai là rất bình thường xem ra mấy tiểu tử mà ta biết kia không có hy vọng rồi, bạn trai ngươi rất may mắn đó. Tô ấu vi lắc đầu nói, nãy nãy, hai chúng ta có thể ở chung một chỗ, ta phải cảm thấy là ta may mắn mới đúng. Nãy nãy có muốn để ta gọi điện thoại cho người nhà ngươi không? Lão phu nhân lắc đầu. Bệnh cũ, nghỉ ngơi một chút là khỏe rồi. Cô gái, ba mẹ ngươi cũng ở đây sao? Ánh mắt tô ấu vi ảm đạm, nàng lắc đầu. Có thể ba mẹ ta đã chết rồi ta là đứa trẻ mồ côi bà viện trưởng đã tìm thấy ta ở cửa cô nhi viện lão phu nhân vội vàng nói cô gái ngại quá nhắc tới chuyện đau lòng của ngươi rồi trên gương mặt tô ấu vi nở một nụ cười không sao bà viện trưởng đối xử với ta như cháu gái ruột hơn nữa giờ ta đã có bạn trai ta cũng có người quan tâm nãy nãy ngươi ngồi nghỉ ngơi chút nữa ta đi trước nhé lão phu nhân gật đầu tô ấu vi đứng dậy rời đi giọng điệu rất giống tố tố năm đó còn biết trọng tình cảm như tố tố lão phu nhân tự lẩm bẩm trong mắt của bà dường như ngấn lệ ba đứa con của bà lục tố tố là đứa con gái duy nhất còn là đứa nhỏ nhất năm đó lại là người có được ngàn vạn sự yêu thương là họ ngọc quý trên tay lục gia chí hằng ta vừa gặp được tiểu vi nàng rất tốt nếu các ngươi không thể để nàng trở lại lục gia ta sẽ ly hôn với cha ngươi để cha ngươi chết một mình lão phu nhân gọi điện thoại cho đứa con lớn nhất của mình. Vẻ mặt lục chí hằng đau khổ, mẹ, ngươi nói gì thế, ta và lão đệ chắc chắn sẽ nghĩ cách, ta đã hẹn hắn, lúc này đang đón hắn ở sân bay, hắn sắp xuống máy bay rồi. Năm đó, lão già ngoan cố như cha ngươi đã hại tố tố, ta không thể để hắn hại cháu ngoại gái của ta nữa, nếu hắn còn ngoan cố như vậy, ta không ở với hắn nổi nữa. Lão phu nhân nói xong liền cúp điện thoại. Vẻ mặt lục chí hằng không biết làm sao, hắn cảm thấy đầu đau buốt hắn biết tính tình cha mình thế nào hắn có thể nhận tô ấu vi hay không đúng thật là một vấn đề tô ấu vi có nguyện trở về lục gia không cũng là một vấn đề khác đại ca không bao lâu sau lục chí viễn xuống máy bay bên cạnh hắn có mấy vệ sĩ đi theo lục chí viễn nắm trong tay tập đoàn với tài sản trên trăm tỷ thân phận bản thân hắn đáng mấy chục tỷ nhưng ở trước mặt đại ca của mình lục chí viễn biết mình cũng không có khả năng để kiêu ngạo tiền bạc so với quyền lực, quyền lực mạnh hơn là điều không thể nghi ngờ. Vất vả rồi, lên xe đi. Lục Chí Hằng quan tâm nói. Hai anh em lên một chiếc xe Audi A6 cũ, vệ sĩ của Lục Chí viễn lên một chiếc xe khác, còn có mấy người cảnh vệ của Lục Chí Hằng, bọn họ mang súng âm thầm bảo vệ Lục Chí Hằng. Mẹ vừa mới gọi điện thoại cho ta. Lục Chí Hằng kể lại tình hình với Lục Chí Viễn. Lục Chí Viễn nghe xong gãi đầu, hao tổn tâm trí thật, Hắn quyết chiến đối mặt với nhiều thách thức trên thương trường, nhưng hắn cảm thấy chuyện này không hao tổn tâm trí đến vậy. Từ nhỏ, ngươi luôn nhiều mưu ma chứ quỷ, ngươi thử nghĩ cách đi. Lục Chí Hằng trầm giọng nói. Lục Chí Viễn cười khổ nói, đại ca, ta nghĩ ra cách cũng được, nếu cha lấy thắt lưng đánh người, ta không chịu đánh giúp ngươi đâu, lúc đó ngươi lên nhé, cút. Lục Chí Viễn suy tính hồi lâu rồi nói, đại ca, không thì chúng ta tiếp xúc trước với tiêu phàm ta cảm thấy chỗ ấu vi cũng chưa chắc đã thoải mái đón nhận chúng ta. Lục Chí Hằng im lặng. Nếu năm đó cha hắn không phản đối, có lẽ cha mẹ Tô ấu vi sẽ không qua đời, dù không liên quan trực tiếp đến hai người, nhưng thể nào cũng có liên quan gián tiếp. Tô ấu vi có phản đối cũng bình thường. Ngươi không sợ dọa tiêu phàm chạy à? Cha của ấu vi là võ giả, hắn gan lớn dám mang theo tiểu muội bỏ trốn, tiêu phàm cũng có chút tiền, không chừng biết thân phận của chúng ta rồi sẽ trực tiếp bị dọa lui có lẽ ấu vi sẽ càng khó trở về gia tộc hơn lục chí hằng nghĩ kỹ trong chốc lát rồi nói lục chí viễn cao mày nói đại ca nếu hắn dễ bị dọa lui như vậy hắn cũng không xứng ở bên ấu vi chúng ta phải khảo nghiệm tính tình của hắn nếu hắn thật sự không được cha mà biết sẽ càng nổi nóng hơn lục chí hằng thể gật đầu ngươi nói cũng có lý ngươi đi gặp hắn hay là ta đi gặp hắn lục chí viễn nói đại ca để ta đi đi thân phận của ngươi hơi dọa người dù ta có ít tiền nhưng nói thế nào cũng chỉ là một thương nhân nói chuyện với hắn dễ hơn chút ừ lục chí hằng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần tinh tinh tiêu phàm nhận điện thoại cuộc điện thoại này vừa được gọi đến một lần số lạ nên hắn trực tiếp cúp máy kết quả đối phương đã nhanh chóng gọi lại bạn học tiêu phàm xin tự giới thiệu ta họ lục ta có sở hữu một công ty tên là Tinh Hà Media. Ngươi có tiện không, ta có chút việc muốn nói chuyện với ngươi một chút. Người gọi điện cho tiêu phàm chính là Lục Chí Viễn. Tiêu phàm ngẩn ra, họ Lục, hắn đã nghe Diệp Phi kể về Lục Gia, nên giờ có hơi nhạy cảm với cái họ này. Ngươi muốn nói gì, tiêu phàm dò hỏi. Lục Chí Viễn nói, bạn học tiêu phàm này, đã sắp tới giờ cơm, ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tiêu Phàm hơi suy nghĩ rồi đồng ý, cũng không phải bởi vì đối phương nói mình họ lục, mà đối phương nói bản thân có sở hữu một công ty tên Tinh Hà Media, hắn nhớ Tinh Hà Media cũng không phải là công ty nhỏ. Năm chuỗi rạp lớn ở Hoa Quốc, Tinh Hà Media là một trong số đó. Bộ phim mà hắn làm ra, nếu muốn kiếm được nhiều tiền trên truyền hình lớn, tất nhiên cần phải có chuỗi rạp ủng hộ. Lục Chí Viễn nhanh chóng báo địa điểm cho Tiêu Phàm. Cách không xa Đại học Dê ầm, Tiêu Phàm đến chung cư tử kinh lái chiếc xe thể thao Lamborghini hàng độc ra, có lẽ đi chuyến này sẽ bàn về chuyện làm ăn, hắn gọi taxi đi cũng không ổn. Tiêu tiên sinh, mời. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, Tiêu Phàm nhanh chóng gặp được Lục Chí Viễn. Hai vệ sĩ của Lục Chí Viễn đứng ở phía sau. Họ nhìn như động võ mạnh mẽ, nhưng Tiêu Phàm dễ dàng đoán được họ chỉ là là người bình thường, họ mà đối mặt với võ giả nhất định sẽ bị giải quyết trong vài phút bạn học tiêu phàm ta tên là lục chí viễn tổng giám đốc tập đoàn tinh hán lục chí viễn đứng dậy đưa tay ra mỉm cười nói trong lòng tiêu phàm khiếp sợ giải trí tinh hà chẳng qua là công ty con của tập đoàn tinh hán tài sản tập đoàn tinh hán trên trăm tỷ lục chí viễn là nhân vật trên bản phú hào tài sản lớn đến mấy chục tỷ nhưng mà đây không phải điều khiến tiêu phàm khiếp sợ hắn kinh hãi nhất chính là một thân phận khác của lục chí viễn hắn là nhị gia lục gia hẳn là nhị bá của tô ấu vi chào ngươi tiêu phàm bắt tay với đối phương dù trong lòng hắn khiếp sợ nhưng lực tinh thần mạnh nên sắc mặt không chút thay đổi nào các ngươi ra ngoài chờ đi lục chí viễn dặn dò nói hai vệ sĩ của hắn nhìn tiêu phàm cảm thấy tiêu phàm không có gì uy hiếp rồi mới rời khỏi phòng bạn học tiêu phàm thấy ta ngươi không có gì muốn nói sao Lục Chí Viễn miễn cười hỏi. Hắn là đại lão có tài sản mấy chục tỷ, cho dù người có tài sản trên một tỷ ở trước mặt hắn cũng sẽ hơi thận trọng, năng lực của tư bản mang đến cảm giác bị đè ép rất mạnh. Tiêu phàm hơi nhíu mày, lục tổng, đoán chừng ngươi gặp mặt ta hẳn không phải để bàn chuyện làm ăn. Chẳng lẽ lục gia định làm chuyện xấu gậy đánh viên ương sao, ngươi biết lục gia chúng ta, lục chí viễn kinh ngạc nói. Địa vị gia tộc lục gia họ thế nào, trên web vốn không thể điều tra ra được bao nhiêu tin tức. Tiêu Phàm nói, ký túc xa của ta có một người anh em là người của Diệp Gia, ta nhờ hắn bảo cao thủ bảo vệ bên cạnh ấu vi, người của các ngươi đến gần nàng thì đã bị điều tra rồi. Lục Chí Viễn hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói, vậy thì xin giới thiệu lần nữa, ta là lão nhị của Lục Gia, Lục Chí Viễn, là nhị bá của ấu vi. Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, ta có hơi đói bụng. Tiêu phàm nói xong cứ thế mà ăn, giá cả các món lục chí viễn gọi đều không rẻ, hương vị cũng rất tốt. Khóe miệng lục chí viễn giật giật. Hắn vốn tưởng rằng tiêu phàm sẽ rất cẩn thận, không nghĩ tới tiêu phàm vạch trần thẳng thân phận của hắn ra, lại còn ăn rất tùy ý, có chênh lệch rất lớn so với dự đoán. Lục nhị gia, giờ các ngươi có ý gì, tiêu phàm lạnh nhạt nói. Dù lục gia lớn mạnh, nhưng nếu muốn ép buộc gậy đánh uyên ương bảo hắn rời khỏi tô ấu vi, đó là mơ mộng hảo huyền, hắn là kiểu người thích mềm không thích cứng Lục chí viễn nói, ngươi không cần tỏ vẻ thù địch với ta, lục gia chúng ta cũng không định gậy đánh uyên ương, chúng ta chỉ muốn ấu vi nhận tổ quy tông Tiêu phàm hừ nhẹ một tiếng nói, nàng đã lớn vậy rồi Còn trước đó, các ngươi ở đâu, lục chí viễn cũng không so đo với sự vô lễ của tiêu phàm Hắn có chút khổ sở nói, ngươi biết Diệp Gia chắc nên biết sự tồn tại của võ giả, bởi vì một số chuyện mà cha ghét võ giả. Năm đó, tiểu muội thích tô hào là một võ giả. Cha rất tức giận đuổi họ ra khỏi nhà, một năm sau, họ bị kẻ địch đuổi giết đến chết, mẹ biết tiểu muội đã sinh con nhưng chúng ta vẫn không tìm được. Trong lòng tiêu phàm thầm than, cha mẹ tô ấu vi quả nhiên đã qua đời. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.